Hello mọi người, mình là Jenny. Trong video hôm nay, Jenny sẽ chia sẻ với các bạn 3 bí mật giúp tăng cường sức mạnh của bạn để bạn có thể trở thành master hay là một bậc thầy dùng luật hấp dẫn để thu hút và biến những mong muốn của bạn thành sự thật. Ok, đầu tiên thì bạn cần biết rằng hiện nay có khá nhiều người cũng đang chia sẻ về luật hấp dẫn trên mạng xã hội. Thì đôi khi những chia sẻ này không phù hợp với bạn và do đó nhiều khi bạn có thể thu hút được một vài thứ và nhiều khi thì bạn hầu như không thể thu hút được những thứ mà bạn muốn. Và quan trọng hơn là khi chuyện đó xảy ra, bạn không tự biết được nguyên nhân là do đâu hay bạn không biết được cần phải sửa sai chỗ nào. Và vì thế mà Jenny quyết định sẽ liệt kê ra những điều quan trọng này để bạn hiểu rõ hơn về luật hấp dẫn. Nên các bạn hãy nhớ theo dõi đến cuối video này để biết được bí mật quan trọng nhất nhé. Đầu tiên thì Jenny muốn nhắc các bạn là khi xem những video này thì các bạn cần lấy giấy bút ra để ghi chép vào hoặc là comment vào phần bình luận bên dưới video về những điều mà bạn học được để giúp củng cố kiến thức này vào tiềm thức của bạn nhé. Ok, và điều thứ nhất đó là sự hòa hợp giữa địa hạt vật chất và siêu hình. Để Jenny giải thích về điều này nhé. Địa hạt vật chất hay là thế giới vật chất nói đơn giản là những gì mà bạn có thể nhìn thấy hay là cảm nhận thấy hàng ngày. Còn thế giới siêu hình tiếng Anh là metaphysical, là một từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là vượt ra khỏi vật chất. Đó là những thứ mà bạn không thể nhìn thấy được ngay trong lúc này. Nên là khi mà nói về siêu hình thì thường mọi người hay nhắc đến những thứ như là chakra, luân xa hay là các trung tâm năng lượng hay là luật hấp dẫn, luật rung động và tần số v.v. Do đó khi nói về việc điều chỉnh cơ thể cho hòa hợp có nghĩa là phải có sự điều chỉnh ở cả hai phần vật lý và siêu hình. Thế nhưng vấn đề là khi một số bạn muốn áp dụng luật hấp dẫn thì các bạn ấy chỉ kiểu ok, mình sẽ nhắm mắt lại, mình sẽ nghĩ về điều mà mình muốn hình dung tưởng tượng là được. Nhưng mà các bạn quên mất phần hành động, một phần quan trọng trong thế giới vật chất, bởi vì hai phần này cần phải được vận hành đồng điệu với nhau. Còn khi nói về địa hạt siêu hình, nghĩa là vượt ra ngoài thế giới vật chất, thì đó lại có thêm rất là nhiều phần khác nữa. Và một trong những điều kỳ diệu có thể kể đến đó là thực hành luật hấp dẫn ở một chiều không gian khác. Bởi vì không chỉ có một chiều không gian duy nhất mà chúng ta đang sống, mà còn có rất rất nhiều những chiều không gian khác cũng đang cùng tồn tại bên ngoài vũ trụ nữa. Và bạn có thể thực hiện thông qua các kỹ thuật như là thu hút trong lúc ngủ hay thậm chí là du hành ngoài cơ thể. Tức là bạn có thể đi đến những chiều không gian khác và thực hành việc thu hút bằng luật hấp dẫn ở các chiều không gian bên ngoài để thay đổi những gì đang xảy ra ở chiều không gian vật lý hiện tại của bạn đang sống. Ok, tới đây thì mình biết chắc là có một số bạn đang nghĩ rằng những điều này thật là vớ vẩn. Thế nhưng, vẫn là câu nói cũ, bạn chỉ biết những thứ bạn biết và bạn không biết những thứ mà bạn không biết. Và những thứ bạn biết thì chỉ là một phần nhỏ của ý thức được tiếp nhận từ môi trường giáo dục bên ngoài, xã hội bên ngoài. Còn lại những thứ khác thì bạn vẫn sẽ mãi không nhận biết được, trừ khi có ai đó nói cho bạn biết. Có phải vậy không? Vậy nên Jenny cũng tin rằng những bạn nào thường xuyên theo dõi channel YouTube này của Jenny đều là những bạn có đầu óc cởi mở, chịu tiếp thu những kiến thức mới và sẵn sàng thay đổi. Còn những bạn nào cảm thấy vẫn muốn giữ chặt những quan điểm và niềm tin giới hạn của bản thân thì xin lỗi, chúng ta không cùng tần số. Và tiếp theo điều thứ hai trong danh sách đó chính là sự ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Ok, hiện tại thì chúng ta đang chuẩn bị bước sang năm 2022. Vậy thì câu hỏi mà Jenny muốn đặt ra cho các bạn đó là bạn đang tiếp xúc với những người như thế nào? Hay nói cách khác là bạn có đang ở trong một môi trường tiêu cực không? Chẳng hạn như gia đình của bạn ở nhà như thế nào, các mối quan hệ thân thiết của bạn như thế nào, bạn bè xung quanh của bạn như thế nào, họ có phải là những người ủng hộ bạn, đem lại động lực tích cực cho bạn hay không? Hay họ là những người không hiểu chút gì và nghĩ là bạn đang có vấn đề?
về những gì mà bạn chia sẻ, về những thứ như là thức tỉnh tâm linh, tiềm thức và luật hấp dẫn v.v. Nếu như bạn nằm trong trường hợp này thì điều đó thực sự sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho bạn khi muốn thay đổi cuộc đời bạn sang một hướng tốt đẹp hơn. Lý do là bởi vì con người là những sinh vật xã hội. Chúng ta thường sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường xung quanh chúng ta. Do đó khi muốn có sự thay đổi ở bên trong thì bạn cũng cần phải có sự thay đổi ở môi trường bên ngoài nữa. Và lưu ý ở đây là Jenny không nói bạn về unfriend hết bạn bè của bạn trên Facebook hay là không gặp mặt gia đình của bạn nữa. Mà ý chính Jenny muốn nói ở đây đó là bạn cần thiết lập được một môi trường tích cực xung quanh bạn. Chẳng hạn như những người bạn mà bạn hay trò chuyện, những người mà bạn hay đi chơi chung, những người bạn hay theo dõi và học hỏi v.v. thì họ nên là những người mang lại sự tích cực và sự an toàn cho bạn. Vì thế, việc bạn tìm cho mình một cộng đồng, một cái group hay là một hội nhóm để tham gia và cùng lan tỏa tần số năng lượng tích cực với nhau là rất quan trọng. Đó là lý do mà Jenny luôn giữ bên cạnh mình chỉ những người có năng lượng tích cực, có thái độ tích cực để làm việc cùng nhau. Vì Jenny rất quan tâm đến những gì có thể làm ảnh hưởng đến năng lượng của bản thân mình. Bởi vì hãy nhớ một điều, năng lượng bằng ngân lượng. Thay đổi năng lượng thì ngân lượng của bạn cũng sẽ thay đổi. Ok, và tiếp theo đến điều thứ 3 đó là master sức mạnh của tiềm thức. Một vấn đề rất lớn trong quá trình bạn thực hành luật hấp dẫn đó là một số bạn thường không thu hút những gì bạn muốn mà bạn lại vô tình thu hút vào cuộc sống mình những thứ mà bạn không muốn. Lý do là bởi vì ở đâu đó sâu bên trong tiềm thức bạn đã bị lập trình để chỉ nhận được những kết quả như vậy. Nó giải thích cho việc vì sao mà bạn hay thấy những người giàu sẽ càng giàu hơn còn người nghèo sẽ càng nghèo hơn. Nguyên nhân là bởi vì bạn có những chương trình hay là những khuôn mẫu bị cài đặt trong tiềm thức mà bạn cần phải thay đổi. Chẳng hạn như hàng ngày khi bạn thực hành luật hấp dẫn, hầu hết bạn sẽ dùng ý thức để thu hút. Bạn thường sẽ kiểu tôi muốn thứ này, tôi muốn thứ kia, tôi muốn có tiền, tôi muốn có người yêu v.v. Đây đều là những thứ mà ý thức của bạn muốn thu hút. Thế nhưng vấn đề là chúng ta không thu hút bằng ý thức mà bằng tiềm thức. Và những thứ mà trong tiềm thức của bạn có là gì? Có phải là những thứ được lập trình từ bố mẹ bạn như kiểu con không thể làm việc này, con không thể làm việc kia, hay thậm chí là từ thầy cô giáo của bạn kiểu em không đủ giỏi, em không đủ ngoan, em không đủ thông minh v.v. Tất cả những điều như vậy được cài đặt vào tiềm thức của bạn trong suốt quá trình trưởng thành và nó trở thành niềm tin của bạn. Và khi mà bạn tin một điều gì đó thì bạn chỉ hành động hay suy nghĩ dựa trên những niềm tin đó của bạn. Nhưng thật không may là hầu hết những niềm tin của chúng ta đều không phải là những niềm tin đúng đắn và thích hợp để giúp chúng ta thành công. Và đây được gọi là những niềm tin giới hạn, bởi vì nó sẽ giới hạn bạn lại trong những hiểu biết nhỏ nhoi để chỉ làm được những việc nhỏ nhoi và cũng chỉ đạt được những kết quả nhỏ nhoi không như mong muốn của bạn. Do đó, bước đầu tiên để thay đổi những niềm tin giới hạn trong tiềm thức là bạn phải nhận ra được khuôn mẫu và niềm tin giới hạn nào đã ngăn cản thành công của bạn hay ngăn cản bạn kiếm được nhiều tiền hay có được nhiều hạnh phúc. Lấy một ví dụ về việc bạn muốn thu hút tiền đi. Thì đầu tiên trong hành trình tái lập tiềm thức để chữa lành mối quan hệ với tiền là phải tạo ra được một mối quan hệ lành mạnh hơn với tiền bạc. Nghĩa là bạn phải nhìn vào kết quả cuộc đời bạn một cách trung thực và thừa nhận nơi bạn đang đứng, những gì bạn đã đạt được ngay bây giờ. Khi bạn hiểu được tình huống hiện tại mà bạn đang gặp phải, bước tiếp theo là phải quay lại và nghiên cứu xem làm thế nào mà bạn rơi vào đó và bạn đến từ đâu. Bạn có thể sẽ nhận ra khá nhiều về bản thân trong quá trình này. Chẳng hạn như bạn sẽ khám phá ra những bí mật gia đình, những câu chuyện từ tuổi thơ của cha mẹ bạn, hoặc thậm chí là những sự đáng ngạc nhiên về ông bà của bạn từ thời niên thiếu. Và chính việc tìm hiểu về cội nguồn của bạn theo cách này sẽ cho phép bạn hiểu bản thân mình một cách sâu sắc hơn. Và sau khi bạn đã xác định được những nguyên nhân gốc rễ của mình, bạn có thể
tự lập trình lại các giá trị mới phản ánh đúng với con người thực sự của bạn. Bạn là ai và bạn muốn trở thành người như thế nào? Ok, và điều cuối cùng và cũng là một bonus thêm cho các bạn nào đang theo dõi đến đây, đó là Jenny muốn tiết lộ một bí quyết mà Jenny thường sử dụng nhất khi thực hành luật hấp dẫn. Đó chính là việc sử dụng crystal, tức là tinh thể đá quý, giúp tăng sức mạnh khi muốn thu hút những điều mà mình mong muốn. Với những bạn nào đã từng có dịp đến làm việc với Jenny thì chắc đều đã nhìn thấy được là Jenny có rất nhiều những viên đá crystal như thế này trong phòng làm việc của mình. Hầu hết mọi người chỉ hiểu đơn giản là đá quý có lợi cho phong thủy nên người ta trưng đá quý ở khắp mọi nơi trong nhà. Thế nhưng có một sự thật cực kỳ quan trọng về lợi ích của crystal và tinh thể đá như thế này trong việc giúp gia tăng tần số năng lượng để thu hút những điều mà bạn mong muốn nhanh chóng hơn. Nhưng mà video hôm nay đến đây chắc là đã khá dài rồi, nên nếu các bạn nào muốn nghe Jenny nói thêm về những cách sử dụng những viên đá crystal mang năng lượng như thế này thì nhớ hãy comment xuống bên dưới video cho Jenny biết nhé, để Jenny cố gắng làm thêm những video chia sẻ về vấn đề này cho các bạn. Còn bây giờ nếu bạn thích video này thì hãy nhớ nhấn like, share và comment bên dưới cho mình biết cảm nhận của các bạn, hay đơn giản là comment viết những lời khẳng định về những điều mà bạn mong muốn đạt được nhé. Và bạn nào chưa subscribe thì cũng hãy nhớ ấn vào nút subscribe, nút đăng ký và bật luôn cái chuông thông báo là cái bell nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.